Và nói tiếp thì Văn Út giới thiệu một cây tuyết hồng Pháp cũng đang có búp búp bông như thế này, có những cái đường sọc nhuyễn màu hồng phấn rất là tuyệt đẹp, thì hoa thơm nha anh chị em. Tuyết hồng Pháp thì hoa thơm, đang có búp búp bông như thế này, và có một đợt là đã nở đầu tàn, nó nở đầu tàn tuyết hồng Pháp. Thì có nhiều vùng anh em cũng còn gọi là hồng tím thơm, thì tùy theo cách gọi của anh em sở thích nha. Thì Út gọi đây là cây tuyết hồng Pháp. À, tiếp theo thì Út sẽ chi tiết chiều cao và tán ngang của cây trang tuyết hồng Pháp này nha. Cây có chi tiết chiều cao là nó 1 mét, tán ngang 1 mét, và hoành gốc thì nó được 8 hoành hơn. Cây có củ đế, cây thuần chậu, thốc thân đến chi cành là nó gần 5 tấc, cây tàn dù nha con chị em. Có anh chị em yêu thích giao lưu với Úc nha. Tuyết hồng Pháp, đây là mặt bông của cây. Và tiếp theo thì dân Úc quay cây Mỹ, cây vàng hường độc đỏ, vàng hường độc đỏ, cây tàn dù của chị em, vàng hường độc đỏ. Và tiếp theo thì dân Úc sẽ chi tiết hạo cây vàng hường độc đỏ. Cây có chi tiết chiều cao là nó 9 tấc, tán ngang 9 tấc. Cây có củ đế hoành gốc ở đây cũng tầm mười mấy hoành. Cây thường chậu, vàng hường độc đỏ. Và nói tiếp thì Dũng Út giới thiệu một số cây giống của bác anh chị em yêu thích, lựa chọn cho mình một giống trang về chiêm ngưỡng nha. Và tiếp theo là một số cây giống bao gồm trang giống mới. Đầu tiên là cây cây giống trang cam vàng phát tài bông chùm. Dũng có một số cây tầm 10 cây, có chi tiết chiều cao là 5 tấc, 4 tấc, 3 tấc. Cam vàng phát tài bông chùm. Thì mọi chi tiết mặt bông thì kết bạn Zalo với Dân Út, Dân Út sẽ chia sẻ mặt bông thực tế, những video mà Dân Út đã quay trong điện thoại cho cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng tận tường nha. Và Mỹ đỏ lá gân, đỏ kim phát tài, Mỹ đỏ lá gân trang giống mới, đỏ kim phát tài trang giống mới. Thì cây giống ở tầm trạng cao 5 tấc, 6 tấc, 4 tấc, 3 tấc, 2 tấc. Và Mỹ vàng mai, còn gọi là Mỹ vàng sữa. Và một số cây giống độc lạ quý nhất hiện nay đó là Mỹ phượng hoàng sọc lá cẩm thạch và trang ngọc tuyết pha lê. Nó còn được tầm 10 cây. Trang ngọc tuyết pha lê và Mỹ phượng hoàng sọc cẩm thạch và Mỹ vàng sữa. Mỹ vàng sữa những búp bông cánh bông nở rất là to nha các anh chị em, bằng cánh bông búp bông của phượng hoàng lửa. Thì cây giống lên búp bông bị nén nha các anh chị em. Mỹ vàng sữa và vàng son Cần Thơ đột biến, vàng son Cần Thơ đột biến, hai ba dòng loại nha các anh chị em. Dòng loại cánh cánh to và dòng loại bóng bông nó đỏ, cánh nhọn và cánh to rất đẹp. Và pháp son, pháp hường, hàng son hoa mai,
đỏ kim phát tài bông chùm và đỏ vàng lá kép. Rất là nhiều loại giống bông trang và vàng dạ quang, bao gồm các loại mỹ phấn hồng thơm về đêm, mỹ hường vòng đầu, cánh nhọn bông đậm, rất là nhiều loại nghe các anh chị em. Và hường vàng sọc lưng, vàng chân cam lá cánh bườm, thì đến đây thì Dân Út cũng kết thúc video. Ngày mới Dân Út kính chúc toàn thể cô bác anh chị em gần xa đang xem kênh cây kiểng bông trang Dân Út được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và là chúc tốt đẹp nhất. Cô bác anh chị em gần xa xem kênh, yêu mến kênh, cho Dân Út một đăng ký và một like, một chia sẻ, đặng Dân Út có động lực sưu tầm những loại bông trang giống mới, giống đột biến, độc lạ, đăng lên Tubi cho cô bác anh chị em xem thư giãn nha. Và đón những video mới nhất. Mến chào cô chú bác anh chị em và hẹn quý cô bác anh chị em những clip video tiếp theo.